Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi trò chuyện về thị trường và review đánh giá các cổ phiếu phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 năm 2021. Phiên ngày 6 tháng 8 năm 2021 là một phiên mà ngày thứ sáu giao dịch cuối tuần, thế mình cũng làm biếng một chút. Hôm nay thứ bảy thì mình mới làm cái bản tin đánh giá về thị trường với các cổ phiếu được. Thì hôm thứ sáu là một phiên giao dịch mà thị trường có cái sự điều chỉnh sau một chuỗi những cái ngày dài mà tăng điểm, đúng không ạ? Thì thị trường sẽ điều chỉnh đến đâu? Thì thực tế thì cái việc mà thị trường điều chỉnh, đúng không ạ, nó cũng là nằm trong các cái kế hoạch cũng như nhận định của chúng ta, đúng không các bạn? Bởi vì sau một cái chuỗi ngày thị trường VN Index tăng điểm khoảng gần 10 phiên, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 phiên. 9 phiên xanh bắt đầu xuất hiện phiên đỏ, đúng không? Mặc dù phiên đỏ hôm nay khối lượng nó khá là cao, đúng không? Các bạn thấy là nó vượt qua khoảng hơn chục ngày, 2 tuần trước rồi, đúng không? Khối lượng khá là cao. VN30 thì sao? VN30 cũng thế, đúng không? VN30 thì khối lượng thấp hơn. Thì vì đối với VN Index thì các bạn thấy rằng là phiên ngày thứ 6, 16/8 là giảm 0,3% với khối lượng khá là lớn, đúng không? Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái xu hướng cũng như cái hoạt động của thị trường hiện tại? Thì như các bạn đã thấy thì chúng ta cũng đánh giá là sau những cái phiên mà xác nhận gần này thì chúng ta xác định là thị trường đã tạo được một cái xu hướng lên khá là tốt, đúng không? Và chúng ta cũng xác định được rằng là với như vậy thì khi mà thị trường nó hoạt động ở cái vùng phía trên đây này, đúng không ạ? Các bạn thấy nó trở lại cái vùng phía trên này mà mình cũng hôm trước có lấy một cái ví dụ ví von đó, đúng không? Giống như máy bay đi xuyên mây ấy, đúng không các bạn? Mà máy bay mà đi từ nó cất cánh thì nó phải đi từ mặt đất lên xuyên qua đoạn mây lên, nó sẽ bay ở cái tầng cao, đúng không ạ? Đó thì khi nó qua vùng này thì cái việc mà nó rung lắc là chuyện bình thường, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã nhận định cái việc này rồi chứ không phải là một cái gì đấy bất ngờ, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau những cái chuỗi ngày tăng điểm thì rất nhiều nhà đầu tư người ta bắt đáy hoặc người ta mua ở đây thì người ta sẽ bán ở đây chốt lời đây, đúng không? Các bạn ở trong một số cái room thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều các bạn môi giới hô hào là chốt lời đi, đúng không? Mình thấy rất là nhiều bạn hô hào hỏi chốt lời, đúng không? Thì cái việc chốt lời có cần thiết hay không, đúng không ạ? Và hiện nay thì cái việc chốt lời hay là bán ra hay mua vào thì nó phụ thuộc vào các cái cổ phiếu mà các bạn đang nắm giữ, đúng không ạ? Thì cái phiên mùng 6 tháng 8 này thì nó có ảnh hưởng đến thị trường gì không? Thì các bạn thấy thứ nhất là nếu về biên độ nhé, thì ở mức 0,3% thì nó cũng khá là nhỏ nhé. Tất nhiên là nó cũng là bản chất nó là một phiên bán ra, nó là một phiên chốt lời. Nhưng mà với 0,3% này nó có ảnh hưởng hay không á? Thì nếu nhận định một cách sơ bộ từ chỉ số thị trường thì chúng ta thấy rằng là sau những cái chuỗi ngày tăng điểm như thế này thì cái việc bán ra, đúng không ạ, việc bán ra với cái biên độ 0,3% với cái khối lượng có cái sự tăng như thế này thì nó cũng chưa đến mức ảnh hưởng, chưa ảnh hưởng thì đến cái xu thế của thị trường, chưa ảnh hưởng đến cái xu hướng của thị trường. Nên lát chúng ta sẽ đi phân tích các cổ phiếu để đánh giá cùng với cái thị trường nhé. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn nhận vào cái các cái chỉ số index một cách đơn thuần thì chúng ta cũng không nhìn thấy hết được, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn vào các cái dòng trụ cổ phiếu, nhìn vào các cái cổ phiếu mạnh, đúng không? Thì nó sẽ phải có cái sự tương đồng, bởi vì con gà với quả trứng nó luôn luôn chạy một cách đồng thời, đúng không ạ? Mình cũng chia sẻ với bạn thường xuyên cái đó, đúng không? Con gà quả trứng thì luôn luôn nó sẽ song hành với nhau. Thì với cái biên độ như vậy, với cái khối lượng như vậy và ở trong cái vùng gọi là cái vùng mây như này thì nó cũng không có gì quá ngại các bạn nhé. Mặc dù có một số cổ phiếu là bán ra với khối lượng cũng tương đối lớn, lát chúng ta sẽ đi phân tích nhá. Như thế này thì nó cũng chưa ảnh hưởng gì đâu với cái biên độ như thế này nhá. Thứ nhất là về đánh giá về thị trường ấy, các bạn nhìn này, sau khi mà nó từ một cái vùng đáy mà đi lên, đúng không, đương nhiên là rồi nó còn phải cái quá trình đi xuyên mây của nó này, nó có rất nhiều chông gai, đúng không ạ, đúng không? Các bạn thấy rất nhiều chông gai luôn, đúng không? Rất nhiều nhà đầu tư người ta đánh rất là bắt đáy ngắn, đánh rất là ngắn hạn ở đây, liên tục mua vào bán ra ở đây, và đến khi mà họ cảm thấy là họ sau khoảng 3-4 nhịp ăn, đúng không, những cái nhà đầu tư đánh ngắn có thể 3-4 nhịp ăn hoặc là 3-4 nhịp phải mua vào bán, họ bắt đầu sợ hãi, đúng không, họ sợ hãi ao ra thì lúc đó thị trường nó sẽ chạy rất mạnh, đúng không ạ? Mình cũng lần trước phân tích rồi, đúng không, đây là ăn dễ, đúng không, giai đoạn gốc, đúng không, giống như một cái cây ấy, các bạn thấy khi mà nó phát triển bao giờ là nó sẽ mất thời gian ở cái đoạn rễ và đoạn gốc, đúng không, sau khi nó thoát lên rồi thì cái cây nó sẽ lớn, nó sẽ nhanh nhanh chóng hơn, đúng không ạ?
Do vậy là cái việc mà nó rung lắc rũ bỏ ở đây là rất cần thiết các bạn nhé. Chắc chắn nó cần thiết rồi đúng không? Làm gì có chuyện thị trường chứng khoán hoặc là một cái giá của một cái mặt hàng nào mà nó cứ đi lên thẳng đuột được đâu, đúng không? Nó bao giờ nó cũng phải lên xuống, lên xuống, lên xuống, đúng không? Và cái việc này chúng ta cũng nhận định được rồi, không có gì là bất ngờ cả nhé. Tuy nhiên là nếu mà nó có một số phiên, có một số phiên mà bán ra mạnh thì lúc đấy chúng ta sẽ phải cân nhắc. Như đây mới là một phiên này thì chưa vấn đề gì cả. Các bạn nhé, VN30 thì khối lượng nhỏ hơn. HNX Index. Khối lượng HNX Index này, HNX Index thì khối lượng khá lớn. Nhưng mà nó chỉ giảm, nó đi ngang, coi như đi ngang, đúng không? Và có một cái chỉ số mà mình hay cho các bạn xem á, là cái chỉ số mà số lượng các cổ phiếu tốt, đúng không? Các bạn nhìn trên đây là tất cả các sàn nhé, các cổ phiếu mà thanh khoản, các bạn nhìn thấy số lượng cổ phiếu tốt vẫn đi ngang, đúng không? Hôm trước là 459 đến 464, thậm chí còn tăng, đúng không? Điểm số thị trường, điểm số của những các cổ phiếu đấy á, là nó tăng 0.4% cơ, chứng tỏ là chỉ một số cổ phiếu lớn thôi, đúng không? Nó kéo thị trường xuống, còn tổng thể các cổ phiếu cũng vẫn là khá là tốt, đúng không ạ? HDX này, HDX cũng thế nhé, số lượng cổ phiếu tốt giảm một đôi chút từ 262 về 260, đúng không? Điểm số vẫn tăng này, tăng khoảng 1%, đúng không? HDX thế này, áp cọn thế này, đúng không? Các cái nhóm ngành vẫn khá là mạnh các bạn nhé, đúng không? Xây dựng này cũng nở ra này, vẫn tăng điểm, vận tải biển này rất là, cũng khá là mạnh, cũng chưa ảnh hưởng gì cả nhé. Lát chúng ta sẽ phân tích các cái dòng. Hôm trước thì mình chia cho các bạn thành hai cái dòng, đúng không? Một cái dòng là các cái cổ phiếu mà nó đang chạy, ví dụ như là về hóa chất đạm này, đúng không? Về bán lẻ này, về vận tải, dịch vụ vận tải này, đúng không? Là những cổ phiếu mà nó đang chạy khá là tốt, mà đang giúp các bạn có thể kiếm tiền. Và các cái cổ phiếu này thì hình mẫu nó khá là tốt. Và ngay từ lúc mà thị trường chung đang trong cái giai đoạn mà hình thành cái xu hướng, thì nó là những cái dòng cổ phiếu tiên phong, đúng không? Nó đẩy thị trường lên, đúng không? Thì hiện nay thì trường điều chỉnh thì nó sẽ như làm sao, đúng không? Với lại mấy cái dòng cổ phiếu trụ mà hôm trước chúng ta có tạm phán đoán á, đúng không? Là dòng chứng khoán, dòng ngân hàng và dầu khí á, đúng không? Kể cả thép nữa, các bạn có thể xem nhé. Thì bốn cái dòng đấy thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Và những cái phiên giảm như thế này này thì nó sẽ giúp cho chúng ta điều gì, đúng không? Nó có tốt hay nó không tốt, đúng không ạ? Ok, thì các bạn ghé một chút xem các cổ phiếu phiên tăng điểm ở phiên vừa qua nhé. Thị trường giảm điểm, đúng không? Nhưng mà các cổ phiếu nào thì tăng điểm? Đấy, các bạn thấy đây, các cổ phiếu tăng điểm này vẫn là trong nhóm bất động sản này, đúng không? Phần cứng, phần mềm, dịch vận tải vẫn tăng này, đúng không? Đây là cột đèn này, tức là đấy, ít. Nói chung khối lượng cổ phiếu tăng điểm thì khá là ít, đúng không? Xây lắp này, đấy, đây là các cái cổ phiếu bùng nổ nhé các bạn nhé. Các cổ phiếu bùng nổ hay còn gọi là breakout, thoát khỏi nền ấy, bùng nổ, thoát khỏi. Nó là bùng nổ khối lượng lớn. Đấy, bất động sản nó vẫn là bùng nổ nhé, đúng không? Như DIC này, IDG này, đúng không? LDN, Shell này, VHM, Vinhome này, đúng không? Số cổ phiếu về ITD này, đúng không? Cũng khá là ít, không nhiều lắm. Một số cổ phiếu vận tải bùng nổ này. Đấy, nông sản này, có PVB này, đúng không? Thực phẩm này, thép, bom này, FHI và xây dựng, xây lắp này. Đấy, đây những cổ phiếu bùng nổ nhé. Thì nói chung là những cái cổ phiếu bùng nổ này thì nó cũng loanh quanh ở mấy cái nhóm ngành mà chúng ta cũng quan sát từ rất là lâu rồi, đúng không? Vì nó là những cái nhóm ngành mà thuộc các cái cổ phiếu có nhiều cổ phiếu tốt, đúng không ạ? Cơ bản nó cũng phù hợp thôi, cũng không có vấn đề gì, đúng không? Đấy, thì các cái cổ phiếu tốt nhất là cổ phiếu nào? Các bạn thấy là cái danh sách cổ phiếu tốt nhất này này thì mình vẫn thường hay gọi nó là danh sách các cái bông hoa đang nở hoa, đúng không? Và bông hoa này sẽ có hai tình huống, một là sẽ nhanh chóng là tàn, hoặc là nó mới hình thành hình hoa thì nó vẫn tiếp tục phát triển, đúng không? Thì các bạn nhìn quanh đi quanh lại thì các cổ phiếu tốt nhất này thì nó cũng vẫn thế thôi, đúng không? Vẫn là mấy cổ phiếu bán lẻ tổng hợp, FLT, DGW, Thế Giới Di Động, đúng không? Mấy cổ phiếu bất động sản, mấy cổ phiếu về phần cứng, phần mềm, FPT, CMG, đúng không? VND, FTS, SLI, kiểu thế, CKG, CRE này, dịch vụ vận tải có HAH này, GMD này, đúng không? Hóa chất này, BSC thứ này, đúng không? Rất nhiều bạn
có cái tâm lý nhé, là giống như kiểu là phát hiện đãi cát tìm vàng á, đúng không? Mình thấy là những cái cổ phiếu tốt này nó có phải tốt trong một ngày đâu, đúng không? Đúng không ạ? Các bạn đừng cứ phải đi tìm những cái mỏ vàng mà chưa biết nó ở khu vực nào thì nó cũng khó, đúng không? Có rất nhiều cái mỏ vàng mà lộ thiên rồi, các bạn chỉ nắm giữ những cái mỏ vàng này thôi, tức là các bạn nắm giữ các cổ phiếu này thôi, đúng không? Nó rất là đơn giản, nhưng mà dường như mọi người có cái xu hướng là có vẻ thích là nó sẽ phức tạp lên, thích phát hiện những cái viên ngọc mà chưa ai nhìn thấy, đúng không ạ? Hoặc thích những cái cổ phiếu mà nó đang cắm xuống, đúng không? Các bạn có xu hướng thích những cổ phiếu kiểu như này, đúng không? Thích những cổ phiếu kiểu như Vinamilk này, đúng không? Ví dụ thế, đúng không? Đấy, nó cũng là bùng nổ xịt thế này, nó đang xu hướng xuống. Kể cả ví dụ cổ phiếu gì nhỉ? Bow này, đúng không? Kiểu thế nó đang xu hướng xuống như này. Cái này thì không phải nó không lên, nhưng mà cái việc lên của nó rất là khó bởi vì nó gặp rất là nhiều kháng cự ở phía trên, đúng không? Thứ hai, nó là cổ phiếu bị lãng quên rồi, chờ nó lên lâu lắm, đúng không? Các bạn mua những cổ phiếu như thế này lên nó dễ hơn nhiều, đúng không? Đấy, như thế nó cứ lên thì nó lên thôi, một khi ta lại xuống lên thì nó cứ lên. Tức là cổ phiếu lên thì nó không phải lên trong vòng một ngày, các bạn thấy nó lên trong cả một năm rồi, đúng không? Nó lên cả năm, hai năm rồi, đúng không? Đấy, nó lên mấy năm này. Tức là nó mà đã có những cái đoạn lên thì nó lên rất là dài. Mình sẽ zoom nhỏ cho các bạn coi nhé, đúng không? Đây, nó lên cả một đoạn dài như này, đúng không ạ? Đúng không? Và tất nhiên khi mà nó xuống thì nó sẽ xuống cả một cái nhịp như này. Chúng ta đâu có kiếm tiền được đâu, đúng không? Như các bạn mua ở thế lên, đúng không? Sau khi nó hình thành một cái vùng, đây, có như cả vùng này vùng ấy đi, thì một khi nó bứt thoát lên, đúng không? Bạn thấy nó chạy, đầy cơ hội, đúng không? Kể cả hôm trước mình có một cái video clip mà phân tích về phương pháp của Jesse Livermore, các bạn có thể xem, đúng không? Ông Jesse Livermore này cực kỳ dễ đơn giản nhé, không bao giờ là phức tạp. Ông ấy chỉ tạo một cái, tìm một cái xu thế phía trước. Ví dụ đây, đúng không ạ? Bây giờ các bạn nhìn thấy cái price trend này, tức là 66%, ví dụ thế. Bây giờ phải tạo ra một cái xu thế phía trước, đúng không? Xong nó sẽ có một cái vùng này, gọi là cái vùng mà ông ấy gọi là cái vùng tích lũy nhé, đúng không? Và ở đây nó sẽ có một cái xu hướng, ở đây là xu hướng ngắn hạn nhé. Cái này bản chất đấy, nó là cái major trend. Mình tắt tiếng Việt ra. Đấy, đúng không? Khi mà các bạn ở đây này, bản chất nó là một cái interchain, intermediate. Ok, đúng không? Tiếp tục định thế này, đúng không? Khi mà cái intermediate này, định là một intermediate này, copy nhé. Đúng không? Khi một cái intermediate này nó trùng với một cái major trend này thì ông gọi là một cái confirm, đúng không? Thì các bạn mua theo cái đó thôi, đúng không? Mà trong này chúng ta cũng vẫn có thể mua sớm được nhé. Mình cũng nói nhiều với các bạn rồi, đúng không? Đấy, đúng không? Trong một cái này nó sẽ hai phần âm và phần dương nhé. Khi mà đến đây này, cái đoạn phần âm này là nó sẽ hoạt động ngược với cái bullish activity, và chất nó là một bearish. Tức là các bạn nhìn thấy cái đoạn này này là những cái phiên mà bán ra nó sẽ là khối lượng lớn, mua vào khối lượng bé, đúng không? Xong nó sẽ gần như đến khối lượng nó sẽ kiệt đi, đúng không? Khối lượng nó kiệt đi, và các bạn thấy ở phía bên này nó bắt đầu nó phải ngược lại nhé, nó ngược lại sang phía bên dương này, đây là âm nhé. Để cho các bạn xem, đây là dương, đúng không? Chưa biết là viết to là gì. Đây là cái âm dương. Đấy, các bạn thấy không? Nó giống như cái vòng chu dịch á, đúng không? Quá âm thì sang dương. Thì khi các bạn tìm thấy những cái tín hiệu mạnh bên này, các bạn có thể tham gia nhé. Hoặc là các bạn chờ nó thoát khỏi cái vùng tích lũy này, các bạn có thể mua những cái phiên bùng nổ này. Đấy, đúng không? Ví dụ đây này, đến đây các bạn nhìn thấy một cái price trend 47% này, đúng không?
đúng không? Đây là phần âm này, đây mới là kết thúc âm này, đúng không? Các bạn nhìn thấy nhé, chỗ này mua lại khối lượng chưa cao đúng không? Đây mới là kết thúc âm này. Thực ra đây, cái này nó không phải là một cái phương pháp gì mới đâu các bạn nhé, nó bản chất nó vẫn là canceling và VSA thôi, nhưng mà mình luận theo cái cách này cho các bạn dễ hiểu nhé. Nó không có gì là quá phức tạp cả nhé. Trong mỗi một cái vùng tích lũy thì các bạn sẽ phải chia ra nó ra được hai phần, một phần âm một phần dương nhé. Ví dụ đây cái gì này, VND này đúng không, đây là một cái price trend nhé, đúng không, 130%. Còn đây này, đây là ví dụ này, đây mới là kết thúc phần âm dương này. Đấy, đúng không? Đấy, đây là một cái spring này, đúng không? Sau đó nó sẽ đi lên nhé. Kiểu là thế thôi các bạn, nó không có gì là khó. Thì các bạn nhìn đây nhé, đây là những cổ phiếu tốt nhất, không phải là hôm nay nó mới tốt nhất đúng không? Các bạn thấy massage này từ rất lâu rồi, đúng không? Nó gì nhỉ? PTB, VCS này rất lâu lắm rồi. Các bạn xem lại cả cái những cái ngày trước này, này. Mình có để tất cả những cái ngày đều có hết này. Ngày 20 tháng 7 có này. 27 tháng 7 ví dụ thế, đúng không? 27 tháng 7 các bạn nhìn cổ phiếu tốt nhất có PTB này, này. Đúng không? Cái này là nó là thống kê rồi. Đây. 28 tháng 7 đúng không? Đây 28 tháng 5 rồi bị nhầm. Lần 2 đây 28 tháng 7 đi đúng không, đấy tốt nhất đúng không, các bạn vẫn thấy PTB này VCS này vẫn có đúng không, chẳng có phải nó mới xuất hiện đâu, công trình Viettel có phải hôm nay mình thấy đâu đúng không, các bạn thấy từ lâu rồi đúng không, vẫn CRE này đúng không, vẫn CMG đúng không, vẫn Nam Long đúng không, đấy mình ví dụ cho các bạn như thế. Tức là thay vì mọi người rất là ngại tham gia vào một cái gì đấy mà nó lộ rồi đúng không, các bạn nhìn lên nó là những cổ phiếu tốt, vẫn tốt thôi, cho nên chúng ta không cần phải theo có cái tâm lý ở đáy cát tìm vàng. Cho nên là hàng ngày mình đều làm một cái video rất ngắn, gọi là video rất là ngắn, có một phút thôi. Buổi trưa mình sẽ làm cho các bạn xem các cổ phiếu bùng nổ để các bạn nhìn xem các cổ phiếu dòng tiền vào như thế nào. Buổi tối sẽ làm cái clip các cổ phiếu tốt nhất và đánh giá sơ bộ thị trường, để đây cho các bạn tiết kiệm thời gian. Tức các bạn nếu chẳng may các bạn nắm giữ những cổ phiếu đấy thì các bạn yên tâm, hoặc là những cổ phiếu đấy mà các bạn có thể thấy nó là gần nền thì các bạn vẫn mua được nhé. Không cần phải đáy cát tìm vàng hay là làm một cái phát minh vĩ đại gì đâu. Thực ra chơi chứng khoán này thì chúng ta cứ xem những cái viên ngọc nào nó bắt đầu lộ rồi đúng không, các bạn tham gia các bạn cứ bình tĩnh các bạn giao dịch thôi, không cần phải vội vàng là phải nhanh chóng T3 T4 gì cả đúng không. Các bạn thấy những cổ phiếu tốt bởi vì cái cách tiếp cận của cái phương pháp đầu tư của mình là các bạn rất từ tốn, rất chậm rãi, không phải vội. Có nhiều bạn vào cái group Zalo á, các bạn cứ hỏi là thế hôm nay có gì không, có gì mới không, mình bảo nó cũng chẳng có gì mới à đúng không, rõ ràng là thị trường thì cũng chả có gì mới. Nó như này thì đương nhiên nó hơi xấu một tí, nhưng mà nó cũng chưa thể vỡ được cái xu hướng xuống đúng không ạ. Cổ phiếu thì cũng không có gì là mới, vẫn các cổ phiếu đấy đúng không ạ, vẫn là bất động sản, vẫn là mấy cổ phiếu về bảo hiểm, về công nghệ thông tin, về hóa chất, về không gì mới cả đúng không. Có mấy cái cổ phiếu về chứng khoán, về ngân hàng thì nó đang chưa chạy, nó theo dòng thì nó là cổ phiếu dòng mà chúng ta chờ nhá. Thì đấy là cơ bản, đấy thì đấy là cách tiếp cận như vậy các bạn ạ. Mình cứ từ tốn, cứ bình tĩnh thôi nhá, không gì vội. Thì đi vào chi tiết thì chúng ta đánh giá xem là cái phiên ngày hôm qua, ngày 6/8 á, với cái thị trường như vậy thì các cổ phiếu nó ảnh hưởng ra sao, có cần phải chạy hay không đúng không. Đấy thì bây giờ chia làm hai nhóm nhé, mình sẽ nói theo từng nhóm một. Như là cái nhóm các cổ phiếu tốt á, đúng không. Đấy thì các bạn nhìn bán lẻ tổng hợp này, cổ phiếu FLT như này thì ok nhé các bạn nhé. Sau mấy phiên nó điều chỉnh khối lượng thấp thì nó lại mua lại thôi, chẳng vấn đề gì, nằm giữ ok nhé. DGW này, hai phiên này, đây là một uptrend nhẹ này đúng không, bán ra này, kéo lên không được, bán ra nhẹ không, chả sao mà vẫn lên bình thường, chả ảnh hưởng gì các bạn nhé. Tư duy ở đây là như này các bạn nhé, cổ phiếu này để lên giá nó sẽ có một cái nhóm nhà đầu tư lớn ở đây, người ta đánh lên và người ta đã gom vào rồi, cạn những cái nguồn cung nhỏ lẻ rồi, chủ yếu là
nhà đầu tư lớn người ta đã thâu tóm hết rồi. Đương nhiên là họ phải lên, và họ lên thì họ phải có lợi nhuận thì họ mới bán, đúng không ạ? Cho nên các bạn không phải vội, các bạn mua ở đây cổ phiếu này được khoảng một vài chục ngàn thì thấm đâu vào đâu so với nhà đầu tư tổ chức, đúng không? Không cần phải vội gì cả, nó vẫn lên nhé. Kể từ di động như thế này, đúng không? Nó vẫn đang trong cái vùng tích lũy thôi, đúng không? Giống như mình vẽ cho các bạn này đây. Đây là một price trên 32% này. Nó sẽ rũ này, đúng không? Rũ tiếp này. Rũ hết rồi. Để hết rũ test lại. Thì đây sẽ là cái... Đấy. Các bạn thấy không? Đây bên phía bên tay trái này là dương, là âm này. Phía bên tay phải là dương này, đúng không? Thì cái phần lên này, trong này thì nó gọi là pha D nhé. Bắt đầu đây là C này, đúng không? Đây là C, C và D. Ra khỏi là pha E trong cái quick off á, cái schematic của quick off á. Nhá thì nó cứ lên thôi, chẳng vấn đề gì các bạn nhé, chưa ảnh hưởng gì cả. Test này thì mới bắt đầu đi vào vùng kháng cự thôi. Nếu bất động sản nhá thì đúng không? Đích này nó không tích lũy mà lên luôn này này, đúng không? Cái này mình vẽ từ hôm trước mình không xóa đi. Vẫn lên nhé các bạn nhé. Đấy, vẫn lên bình thường. Khối lượng chưa ảnh hưởng gì nhé. Tích này, mua vào này. Tích lũy thôi, chắc khoảng vài phiên nữa thì nó sẽ chạy. Đáng đề gì. IDGG này thế này. IDGG này hơi lỏng một chút nhưng nó cũng lên được đấy. Chờ thêm một chút các bạn nhé. Đấy là này thế này, hơi lỏng nhưng mà nó vẫn lên được. Nam Long này nó là một uptrend nhé. Chả vấn đề gì, vẫn lên được. HDG cũng thế nhé. HDG vẫn lên bình thường. Khang điện thế nhé, các bạn nhé, vẫn lên bình thường. Cuối phiên nó bán ra thì nghe nó không kéo được mạnh thôi. HDC vẫn lên nhé. Long Hậu cũng thế, vẫn lên. Khối lượng thì nó không đẹp lắm, bởi cái phiên hôm qua là cuối phiên nó bán ra nhé. Thì thành ra khối lượng nó không đẹp lắm một chút. Vì một số nhà đầu tư người ta hoảng loạn, người ta chốt lời. Nhưng mà chả vấn đề gì các bạn nhé, không ảnh hưởng gì. Ok. Hôm tới, mấy hôm tới thì mình sẽ làm livestream cho các bạn lúc 9, khoảng 9 giờ hàng tối để các bạn đặt các câu hỏi về các cổ phiếu. Nhưng mà hiện nay thì mình ở đây thì mình chỉ tập trung vào các cổ phiếu đẹp thôi. Tức là gần như là thay vì trên thị trường có tất cả các cổ phiếu chúng ta đi phân tích hết, đúng không? Thì ở đây mình chỉ phân tích các cổ phiếu đẹp để các bạn mua được. Các cổ phiếu xấu thì chúng ta sẽ bỏ qua để tiết kiệm thời gian. CMG này lên này, các bạn nhé, dòng công ty của CMG này, ITD này thế này, đúng không? Hôm trước chúng ta vẽ nó tích lũy nhưng mà nó chạy nhanh quá, đúng không? Đấy. Lên. FPT cũng thế nhé, cũng chả vấn đề gì. Khối lượng gia tăng một chút nhưng không ảnh hưởng gì. Công ty bảo hiểm này nó lên được này nhé. Chưa thoát được nó sẽ tích lũy thêm nhé. Mình cái nhóm chứng khoán lát mình sẽ quay lại sau. Mình đi của nhóm vận tải đấy các bạn. Đây, lên này này, đúng không? SGP này đẹp này. Vẫn breakout bùng nổ này, đúng không? HAH này thật, đúng không? Đang chạy, sẽ chạy nước rút luôn nhé. Nó sẽ chạy vài phiên xong nó sẽ rơi đấy. Chạy nước rút luôn. TCL này vẫn lên nhé. TCL lên nhé. TCL lên nhé. GMD cũng lên nhé. Nói chung là nó lên cả dòng. Chả vấn đề gì các bạn nhé. Cứ nắm giữ thoải mái. Không vấn đề gì. Tất nhiên là các bạn không nên mua đuổi nhé. Gần nền thì mua thôi. Còn giai đoạn này nó sẽ rất là sắp đấy. Giai đoạn này thị trường sẽ sắp ở đây đấy. Nhé. Thì nó sẽ sắp ở đây này. Xuyên mây mà nhé, thì các bạn không nên mua đuổi. Nhưng nắm giữ các cổ phiếu đấy thì đẹp. Cái nhóm gì nhỉ? Hóa chất đi, đúng không? FFC này thì đang chạy nước rút luôn này, đẹp. Đúng không? Các bạn thấy cái mũi tên mình vẽ từ lâu rồi đây nó vẫn lên này, đúng không? Đấy, DPM cũng thế này. Chạy nước rút này, đúng không? DCM cũng lên này.
lát này lên này. TDV này cũng lên này, sau khi bùng nổ thoát khỏi này, đúng không? Đây xu hướng lên thôi. PLC này lên được nhé. Không đẹp bằng nó nhưng mà lên hết. Tức Giang này lên này. VNP này lên này. Ok. Đấy những cái dòng mà nó đang lên đấy. Số cổ phiếu về hôm trước bạn đã hỏi NF này nó lên này nha, nó lên quần áo phụ kiện này thì còn lên này, MSH này lên này đúng không, cái gì này ADS này lên này đúng không, đây các bạn nắm giữ được hết. Thực phẩm thì có MC tốt này đúng không, MC lên này. Đấy. Massage này lên này. Nghe các bạn thấy nó sẽ tích lũy thêm đây này. Đây nó sẽ tạo thành một cái nền đây nhé. Mấy phiên nền rồi ạ? Các bạn thấy nếu xét cả khu vực này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 phiên rồi đúng không? 6, 7 phiên gì đấy nó sẽ có thêm 1, 2 phiên nữa nó sẽ lên. Khối lượng nó kiệt lại này. QNS này thì hơi xấu hơn một chút này. Bán ra khối lượng nó tăng nhưng mà về cơ bản nó cũng chưa ảnh hưởng gì các bạn nhé. Vẫn lên được. Với cổ phiếu SMC này đúng không, NGG này lên này. Thế vì liệu xây dựng thì các bạn thấy rồi đúng không, cổ PTB này lên quá tốt đúng không, mình nhìn thấy từ rất lâu rồi đúng không, nhưng mình không ưu tiên mua thôi, nó là dòng cơ bản tăng trưởng đúng không. Các cổ phiếu Ken Slim đấy, bản thân VCS này với Phú Tài này nó các cổ phiếu Ken Slim đấy vừa lên đúng không. Đấy là các cái dòng cổ phiếu mà đang chạy nhá. Bây giờ cái cổ phiếu trụ mà chúng ta đang nghiên cứu á đúng không, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái nhóm chứng khoán đi đúng không, các bạn thấy chứng khoán này nhá, chứng khoán này đối lead đầu của nó là VND nhá, thoát khỏi này đúng không, bán ra này, mua vào này, không rõ ràng này, bán ra khối lượng lớn này, thì thông thường là như này nó sẽ tích lũy thêm ở đây nhá. Nó tích lũy để làm gì, thứ nhất là nó sẽ phải chờ, bởi vì các bạn thấy lại lên khối lượng vẫn khá là lớn nhá, nó sẽ cần phải chặt chẽ hơn một chút xíu nữa. Cái nhất, cái thứ hai là nó sẽ chờ các cái cổ phiếu chứng khoán khác cùng trong nhóm ngành chứng khoán. Và cái thứ ba là nó sẽ chờ thị trường nhá, thị trường sẽ phải rung lắc và rũ bỏ. Nhiều nhà đầu tư bắt đáy ở đây. Đúng không? Họ mua ở đây, họ kiếm được thì họ sẽ bán ở đây. Nhá, thì khi mà nó rung lắc, nó test đủ thì chúng ta sẽ mua ở phía bên này các bạn nhé. FTS nhé, chứng khoán FPT cũng thế nhé. Mặc dù cổ phiếu này rất là mạnh các bạn thấy không? Mặc dù mấy cổ phiếu này chỉnh mà nó có chỉnh nhau, đúng không? FTS này rất là mạnh. NA cũng thế đúng không? Có thể nó sẽ tích lũy ở trên cái vùng trên này luôn. Đúng không? Hôm trước mình có vẽ sơ sơ này, đúng không? SHN thế đúng không? Khối lượng gia tăng một xíu này. Bản chất là khối lượng tăng một xíu này thì nó dung cùng với chốt lời của thị trường thôi. Như thì nó sẽ kéo lên, sau nó sẽ test lại, khi mà nó test tiếp mà khối lượng thấp này, thấp như này này. Đấy thì là đẹp các bạn nhé. Chút dòng chứng khoán nó giống nhau lắm. Dòng chứng khoán thì mình cũng chưa khuyến nghị các bạn tham gia đúng không? Hôm trước mình chỉ chia sẻ là chúng ta tạm thời tham gia các cái nhóm cổ phiếu về bất động sản các thứ thôi đúng không? Hóa chất và dịch vụ vận tải và đánh ngắn đúng không, đánh kỳ vọng một cái lợi nhuận khoảng 15-20%. Còn sau khi thị trường nó rũ bỏ test tiếp các thứ ở đây thì chúng ta sẽ đánh các cái dòng trụ chứng khoán ngân hàng đúng không, đợt sau ngân hàng nhé, ngân hàng này NVB này là mạnh nhất đúng không, nó chạy được một nhịp mấy chục phần trăm rồi này. Đấy thì nó sẽ tích lũy thêm ở đây nhé. PGB thì bùng nổ đúng không? OCB này khối lượng rất là kiệt rồi này đúng không? OCB này sắp chạy rồi, nó cũng tích lũy được khoảng 5-6 phiên rồi đấy, chỗ này 5-6 phiên là sắp chạy,
Đấy. Cổ phiếu mà nó mạnh á là sẽ vẽ được hai phần âm dương giống như nãy mình vẽ các bạn nhé. Đấy. Đúng không? Đấy, ví dụ các bạn thấy là rũ đến khi nào khối lượng kiệt như này thì đúng không? Thì đây mới là âm dương này. Đây là âm dương rồi. Đúng không? Đánh tốt nhất là đánh ở phía trên này các bạn nhé. Hoặc cả đánh ở phía này, như phải chờ nó test xong đã. Ví dụ như này là khối lượng lớn là chưa đạt này, phải nó lên nó test khối lượng thấp. Nói chung là dòng trụ thì mình hy vọng là chứng khoán, ngân hàng và dầu khí có thể sẽ là dòng trụ sẽ sắp tới nhé. Cổ phiếu ngân hàng tương tự vậy, nó giống nhau thôi mà nhé. Các bạn chưa nên tham gia vội quá, đúng không? Cũng khá là đẹp đấy. Nói chung các cổ phiếu ngân hàng các bạn thấy khối lượng đều rất là chặt chẽ ở phía này, rất thấp rồi, đúng không? Trừ một số cổ phiếu yếu hơn như CTG thì nó đợt rồi nó bán sâu quá, đúng không? Thì cái vùng này hơi rộng thì là khối lượng của CTG bán ra rất là mạnh nhé. VPB này thì không đẹp lắm nhé. Còn kể cả Vietcombank các thứ khối lượng nó rất kiệt hết. Đấy. Dầu khí đúng không? Dầu khí mình có hay nói bạn, dầu khí này có gas này. Gas hôm vừa rồi bán ra hơi lớn đúng không? Thì nó sẽ kéo lên, nó sẽ test lại khối lượng thấp thì nó sẽ có thể chạy được. Thăm dò khí đốt này, BSR này đúng không? Hôm trước mình cũng vẽ cho các bạn là âm dương đúng không? Bên này là âm, bên này là dương đúng không? Phiên bán ra khối lượng cũng thấp đúng không? Cũng vẫn đẹp, không vấn đề gì. Oi lại thế này đúng không? Bán ra khối lượng thấp này. Không vấn đề gì. Nói chung thì mình vẫn hy vọng là banh chứng khoán và dầu khí nhá. Thép thì nó xấu hơn. Thép chỉ có mỗi SMC với NKG là chạy thôi. Chứ mấy cái hoa sen các thứ thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu cho làm, đúng không? Khối lượng bắt đầu hơi kiệt rồi này. Chỗ này khối lượng lớn, chỗ này khối lượng lớn này. Đây khối lượng lớn này. Đúng không? Khối lượng lớn thì chúng ta phải chờ thêm. Thế thì cái ranh giới của nó không phải ở chỗ này nhé. Nó nằm ở đâu? Phía trên này này. Các bạn phải chờ nó xuất hiện. Nhé, chờ nó xuất hiện phía này. Có phát lại thế này đúng không? Rất khối lượng lớn. Nói chung là những cái dòng trụ này chúng ta nên chờ phía tiếp theo các bạn nhé. Ok, theo như đánh giá tổng thể lại, mình gói lại thì cơ bản thị trường thì cái việc điều chỉnh là cần thiết và chúng ta cũng đã có cái sự chủ động rồi đúng không, và thị trường sẽ tiếp tục rung lắc các bạn nhé. Nó sẽ tiếp tục rung lắc để thứ nhất để nó test lại nhé, test lại rung lắc, và thứ hai là nó sẽ hình thành chặt hơn cho các cái cổ phiếu dòng trụ sắp tới nhé. Còn đối với cái nhóm ngành ví dụ như bất động sản với lại vận tải các thứ thì cái dòng nào mạnh thì nó vẫn chạy nước rút được, ví dụ như dòng dịch vụ vận tải HH các thứ thì nó vẫn chạy nước rút bình thường. Còn bất động sản thì có thể lung lay, xong rồi nó sẽ vẫn có thể lên được các bạn nhé. Đó là cái nhận định hiện nay. Tất nhiên là còn nếu mà nó điều chỉnh mạnh thì chúng ta sẽ phải tính tiếp nhé. Đây là mới là một phiên thôi, khối lượng khá lớn. Nhưng mà nếu mà nó có vài phiên như thế này thì chúng ta sẽ xem xét tiếp. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì vẫn an toàn, vẫn ok các bạn nhé. Ok, thì đây là một số những cái lưu ý cũng như là một số cái chia sẻ về cũng như là cái mục đích, cái mục tiêu của kênh Talk Chứng Khoán, cũng như là các cái nội dung bản tin gửi đến với các bạn. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.